vị, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Quảng Nam, 24 tháng 3 1975, 24 tháng 3 2022. Sáng qua, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa viếng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Tham dự lễ viếng hương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo lực lượng vũ trang, lãnh đạo các sở ban ngành và thành phố Tam Kỳ. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vòng hoa của các đoàn vào viếng mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sau khi dâng hương và đặt vòng hoa, các đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thắp hương tại phần mộ của các liệt sĩ, của các vị lão thành cách mạng đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Việc thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thể hiện sự tôn vinh và ghi nhớ công lao của những người đã khuất, của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do. Dịp này, đoàn đại biểu cũng đến dâng hoa viếng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tối ngày 24 tháng 3 tại đảo Ký ức Hội An, Quảng Nam đã tổ chức tổng duyệt chương trình biểu diễn lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Tham dự tổng duyệt chương trình có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, chính trị và xã hội. Đoàn nghệ thuật trống hội tham gia biểu diễn tại chương trình trên sẽ là cơ hội tốt để quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vùng đất Quảng Nam với hai di sản văn hóa thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới và một tiềm năng lớn về du lịch xanh đến đông đảo du khách bạn bè quốc tế. Chương trình khai mạc gồm 3 phần, phần mở màn, phần lễ và chương trình nghệ thuật với 3 chương gồm vẻ đẹp bất tận về miền di sản và chương 3 là hội nhập và tỏa sáng. Với hơn 600 diễn viên tham gia, trong đó tiết mục nghệ thuật trống hội Hào khí non sông do hơn 200 diễn viên đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân biểu diễn dự kiến sẽ được công diễn tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 vào ngày 26 tháng 3 năm 2022 tới đây. Khu vực khán đài với hệ thống ghế phục vụ hơn 3.000 đại biểu chia thành các khu vực khác nhau đảm bảo khách mời và nhân dân thưởng thức nghệ thuật một cách trọn vẹn và an toàn với sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ngay sau lễ tổng duyệt, lãnh đạo tỉnh và các thành viên ban tổ chức các tiểu ban đã có cuộc họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh và lưu ý một số chi tiết để lễ khai mạc diễn ra thành công. Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, tối qua tại khu đền tháp Mỹ Sơn, chương trình nghệ thuật Đêm Mỹ Sơn Huyền Thoại chính thức ra mắt du khách. Đây là một chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời nhằm tái hiện những giá trị của tinh hoa văn hóa Chăm và được kỳ vọng mang đến diện mạo mới, phong phú, đa dạng sản phẩm, phục vụ du khách khi đến Mỹ Sơn. Dự thưởng thức chương trình nghệ thuật Đêm Mỹ Sơn Huyền Thoại có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo địa phương và đông đảo du khách. Chương trình nghệ thuật Đêm Mỹ Sơn Huyền Thoại kể về thung lũng câu chuyện thời gian bằng nhiều loại hình ngôn ngữ nghệ thuật là sự phối hợp giữa ngôn ngữ múa cùng với kỹ xảo ánh sáng cũng như hiệu ứng sân khấu tạo nên màn trình diễn chân thực và ấn tượng. Người xem cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của mỗi đền tháp, sự trường tồn với thời gian và sự phát triển văn hóa qua từng thời kỳ. Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hơn 200 diễn viên được chia làm 3 chương đã tái hiện phần nào lịch sử cội nguồn, một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng này. Sẽ đưa người xem ngược dòng thời gian để cảm nhận nguồn cội thiêng liêng vượt qua khoảng cách không gian và thời gian để tìm mối giao hòa giữa xưa và nay, nhắc nhở hậu thế bảo tồn và phát huy giá trị hiện hữu của vùng đất này. Điểm độc đáo của chương trình là được biểu diễn ngay trong lòng di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, sân khấu chính là đền tháp. Bây giờ lại được cảm nhận những cái điệu múa dân gian của người dân tộc và chị chụp những cái ảnh chân dung về những cô gái chị rất là thích. Thì chị cũng mong là nếu có điều kiện thì mình cứ tiếp tục tổ chức và tụi chị sẽ là những nhiếp ảnh mang
sẽ truyền bá hết những cái ảnh đẹp và những cái nội dung mà mình tổ chức đến cho tất cả mọi người qua thông qua những không gian mạng hoặc là bạn bè để mọi người cùng đến. Đến với chương trình, du khách được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa dân gian như trích đoạn các lễ hội của người Chăm, thưởng thức giao lưu và tập hát dân ca Chăm hoặc các loại hình trình diễn khác. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian, thưởng thức trình diễn nghề truyền thống của người Chăm như thử tài dệt thổ cẩm, làm hoa tai Chăm. Và cùng với cái những sản phẩm đang có ở Mỹ Sơn đã được du khách trải nghiệm trong những năm qua và đánh giá cao, thì chúng tôi có một cái sản phẩm đây Mỹ Sơn huyền thoại, và đây là cái sản phẩm mà chúng tôi kỳ vọng du khách sẽ đến lưu lại ở Mỹ Sơn trong cái thời gian ban đêm. Vì trước đây khi đến Mỹ Sơn, người ta phần lớn là trải nghiệm Mỹ Sơn ban ngày, ban đêm gần như không có gì. Thì sản phẩm đây Mỹ Sơn huyền thoại là một trong những sản phẩm đáp ứng được cái mong muốn của du khách được trải nghiệm Mỹ Sơn ban đêm. Theo ban quản lý khu đền tháp Mỹ Sơn, đêm Mỹ Sơn huyền thoại sẽ là sản phẩm du lịch đưa vào phục vụ thường xuyên vào đêm 16 âm lịch hàng tháng. Ngoài sản phẩm này, tại khu đền tháp Mỹ Sơn, du khách còn được trải nghiệm và thưởng thức các loại hình văn hóa dân gian hiện tại của hai dân tộc Chăm Việt. Ngoài không gian tháp cổ, vùng đất này còn sở hữu khu vực ngoại vi rộng lớn, có đời sống văn hóa phong phú, hy vọng sẽ níu bước chân du khách ở lại với Mỹ Sơn. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, chiều ngày 24 tháng 3, thị xã Điện Bàn cũng đã tổ chức khai trương làng du lịch cộng đồng Cẩm Phố Gò Nổi, làng du lịch cộng đồng vừa được công nhận, cùng với chương trình tour khám phá trải nghiệm làng du lịch cộng đồng Cẩm Phố, nơi gợi mở cho nền du lịch bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã đến dự với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp lữ hành, du khách mọi miền đất nước. Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phố là ngôi làng thuần Việt bên bãi biển sông Thu yên bình mát mẻ, gắn với những câu chuyện về dòng sông huyền thoại, đời sống lao động chân chất của người dân trên bãi bồi Gò Đình, nơi là vựa rau quả lớn nhất của vùng Gò Nổi. Gắn với những trải nghiệm ngắm hoàng hôn và xem cách đánh bắt cá của ngư dân làng chài qua hoạt động thả lưới vải chài, quý khách sẽ cảm nhận được cuộc sống mưu sinh của những cư dân sống ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Dịp khai trương, thị xã Điện Bàn cũng đã giới thiệu đến du khách tour khám phá và trải nghiệm cuộc sống thường nhật của một ngôi làng xanh thuần Việt, tham quan cơ sở gỗ nghệ thuật Âu Lạc, trải nghiệm cách làm các tác phẩm nghệ thuật tinh tế từ khía cạnh của lối sống vùng nông thôn, câu chuyện khát vọng của những người con Gò Nổi, câu chuyện của những nghệ nhân qua những ngôi làng tài nghệ bên dòng sông Thu Bồn và nơi lưu giữ những giá trị bản địa văn hóa địa phương. Tham quan nhà vườn qua câu chuyện nông nghiệp nông thôn bền vững và các hoạt động tái chế rác thải. Dân hương tại di tích Cẩm Lậu và đài tưởng niệm Hải Đà, trải nghiệm đánh bắt thủy sản của ngư dân làng chài Cẩm Phú trên dòng sông Thu Bồn. Du khách còn có cơ hội trải nghiệm khu ẩm thực khát vọng cánh diều tại khu du lịch sinh thái Bến Phẩm, trong không gian tái hiện làng quê nông thôn Việt Nam được bao bọc bởi những rừng tre nằm bên dòng sông Thu yên bình thơ mộng, đậm chất nông thôn với những gian bếp quê lập lè lửa hồng, nồi nước chè xanh nghi ngút khói, các loại nông sản nướng, những bụi rơm rạ thơm nồng, trong không gian yên bình với những làn điệu dân ca hô hát bài tròi, âm thanh du dương của những bản nhạc hòa tấu đồng quê và những cánh diều bay lượn trên bầu trời. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, chiều qua thành phố Hội An khai mạc chương trình Nét xưa Hội An. Chương trình mang tên gọi chung là Nét xưa phố hội, chính là tâm điểm của Hội An, hòa chung không khí sôi động của năm du lịch quốc gia 2022. Nét xưa Hội An được tổ chức tại khu phố cổ với những tiết mục tôn vinh nét xưa cổ kính của Hội An từ âm nhạc, trang trí, phong cách. Rất nhiều phần trình diễn thú vị hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng trong lòng người xem như thời trang áo dài truyền thống, trình diễn bản hiệu xưa, hát dân ca, múa thiên cẩu. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ nghệ thuật đường phố gần gũi nhẹ nhàng với du khách và nhân dân. Tiếp theo chương trình khai mạc là chuỗi hoạt động sự kiện phối hợp. Tại số 62 Bạch Đằng, từ ngày 11 đến ngày 31 tháng 3, trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật về Hội An, Quảng Nam, Việt Nam do Chi hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam và Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Đà Nẵng thực hiện. Không gian ẩm thực món xưa từ 16 đến 21 giờ, từ ngày 24 đến 27 tháng 3 tại đường Nguyễn Phúc Du. Nơi đây sẽ bày bán trình diễn các món ăn truyền thống của Hội An như cao lầu, mì quảng, bánh bao, bánh cạc, hoành thánh.
hoạt cảnh trang phục Hội An ký ức thời gian vào lúc 19 giờ và 20 giờ ngày 27 tháng 3 tại khu vực vòng cung chùa Cầu. Chương trình tái hiện cảnh sinh hoạt thường nhật và giới thiệu các loại trang phục của người Hội An xưa. Thủ ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa trình bày tờ trình của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sau khi thảo luận với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua đề xuất của Chính phủ về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn áp dụng từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sau đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu quay lại thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trở về mức thuế cũ. Theo đó, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 4.000 đồng xuống 2.000 đồng một lít, với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 2.000 đồng một lít xuống 1.000 đồng một lít, với mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng kg xuống 1.000 đồng kg, với dầu hỏa giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 300 đồng một lít, với nhiên liệu bay giữ như mức hiện hành đang được giảm là 1.500 đồng một lít, theo nghị quyết số 13/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc xem xét điều chỉnh giảm thuế môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn lúc này là để kịp thời góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Sáng qua, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở Công Thương. Theo báo cáo, tại buổi kiểm tra, Sở Công Thương đã quyết liệt nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số kịp thời, tạo mọi điều kiện cho người dân doanh nghiệp triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Sở thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quyết định công bố sửa đổi bổ sung bãi bỏ thủ tục hành chính, thành lập bộ phận theo dõi đôn đốc, kiểm soát, thanh tra công tác giải quyết thủ tục hành chính nội bộ sở. Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 100%. Về cải cách tổ chức bộ máy công vụ năm 2021 đã thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107 NDCB của Chính phủ, đồng thời sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản 3 đầu mối cấp phòng, 1 đầu mối đơn vị sự nghiệp, 1 chi cục, 1 cấp phó sở, 4 cấp trưởng phòng và tương đương. Biên chế công chức giảm 17% và viên chức giảm 30%. Về công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chuyển đổi số, Sở Công Thương đã xây dựng trang cơ sở dữ liệu ngành công thương, trong đó 27 danh mục và cập nhật dữ liệu lên Trung tâm Điều hành EOC Quảng Nam và cập nhật 5 nội dung lên Smart Quảng Nam. Sở Công Thương cũng kiến nghị đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương phân bổ nguồn kinh phí phục vụ cho công tác nâng cấp trang cơ sở dữ liệu ngành, số hóa cơ sở dữ liệu ngành, phục vụ xúc tiến đầu tư và quản lý nhà nước, có cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các sở ngành liên quan để Sở Công Thương đánh giá các chỉ số ngành, sức khỏe doanh nghiệp. Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại phường Tân Thạnh năm 2022. Hiện phường Tân Thạnh đang thực hiện 114 thủ tục tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực cho tổ chức cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông, phối hợp cùng Bưu điện thành phố Tam Kỳ trả kết quả 225 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, đã thực hiện giải quyết 182 hồ sơ theo hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đến nay trên địa bàn toàn phường đã được phủ sóng 110% thông tin di động, được lắp đặt sử dụng mạng internet băng thông rộng và các cơ quan đơn vị đều có hệ thống mạng nội bộ. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phường Tân Thạnh đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc gặp khó khăn trong sử dụng phần mềm giải quyết hồ sơ một cửa, hồ sơ chứng thực trên dịch vụ công quốc gia, hồ sơ dịch vụ công còn thấp so với hồ sơ thực tế. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới tỉnh để nghe báo cáo kết quả thẩm định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Tham dự buổi làm việc có các sở ngành liên quan. Theo báo cáo tại buổi làm việc, kế hoạch năm 2021 có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, đoàn thẩm định tỉnh đã tiến hành thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới theo kế hoạch. Đối với 4 xã nông thôn mới nâng cao là Tâm Xuân 2 huyện Núi Thành, xã Đại Quang huyện Đại Lộc và xã Điện Quang thị xã Điện Bàn và Tân Hiệp, Hội An, kết quả chung đã đạt được 19 tiêu chí nông thôn mới.
12 trên 12 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và các hồ sơ thủ tục liên quan đảm bảo theo quy định. Đối với 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà, huyện Núi Thành, Bình Dương, huyện Thăng Bình, Phước Ninh, huyện Đông Sơn. Các xã đến nay đã đạt chuẩn 19 trên 19 tiêu chí, có thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hồ sơ thủ tục liên quan đảm bảo theo quy định, có mức độ hài lòng của người dân cao. Tại buổi làm việc, thành viên Hội đồng Thẩm định Nông thôn mới tỉnh cũng đã bỏ phiếu thống nhất công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sáng qua, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao 2 máy lọc nước cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Mitsubishi Việt Nam tài trợ. Hai trường tiểu học được hưởng lợi từ chương trình là trường tiểu học Phù Đổng, xã Bình Tú, huyện Tân Bình và trường tiểu học Quế Minh, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn. Theo đó, mỗi trường được hỗ trợ 2 máy lọc nước trị giá mỗi máy 25 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình 100 triệu đồng. Đây là chương trình do Trung tâm Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ đồng hành cùng học sinh sinh viên nghèo vượt khó và nước sạch cho học sinh trong các trường tiểu học. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Mitsubishi là nhà tài trợ của chương trình. Thưa quý vị, đăng cai năm du lịch quốc gia 2022 là cơ hội để tỉnh Quảng Nam quảng bá hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch, các giá trị lịch sử, tài nguyên, văn hóa vật thể, phi vật thể, con người, các sản phẩm du lịch hấp dẫn đến du khách trong và ngoài nước. Với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, Hội An là địa phương được lựa chọn để tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia. Ngay từ sớm, thành phố đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các hoạt động diễn ra thành công, ấn tượng. Ngoài chương trình khai mạc diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại đảo Ký ức Hội An với các tiết mục được dàn dựng đặc sắc công phu, sân khấu hoành tráng, hứa hẹn mang đến một chương trình mở đầu đầy ấn tượng cho năm du lịch quốc gia, cũng là khởi đầu cho sự trở lại của ngành du lịch Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung sau thời gian dài đóng băng vì dịch Covid-19. Hội An còn đặc biệt tổ chức nhiều hoạt động nhằm chào mừng sự kiện đầy ý nghĩa này, nổi bật trong đó là chương trình Nét xưa phố hội từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 với nhiều hoạt động. Mở đầu là triển lãm ảnh về vùng đất Hội An, Quảng Nam, trưng bày du lịch Hội An qua những trang sách tại nhà số 62 đường Bạch Đằng. Đây là hoạt động trưng bày các ấn phẩm sách Hán Nôm, sách văn hóa, tranh ảnh Hội An xưa và nay, giúp du khách có thể hiểu hơn về sự phát triển của Hội An qua từng thời kỳ. Cũng trong dịp này, thành phố sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Làng Hội An hay còn gọi là Đình Ông Voi. Chương trình nghệ thuật Hoạt cảnh trang phục Hội An ký ức thời gian, hưởng ứng hoạt động giờ trái đất vào ngày 26 tháng 3. Tôi cũng đã dự kiến xây dựng những cái sự kiện lễ hội xuyên suốt từ đầu năm mà cho đến cuối năm 2022. Trong đó thì cũng tập trung rất là nhiều các cái hoạt động về các cái sự kiện văn hóa nghệ thuật, cũng như là các cái chương trình du lịch, các cái hoạt động kích cầu để làm như thế nào tạo một cái sinh khí du lịch thật sự là mới mẻ, thật sự là thu hút đối với lại du khách khi mà đến với Hội An. Và người dân của Hội An cũng trong một cái tâm thế là hết sức là sẵn sàng, hết sức là mong mỏi cái năm du lịch quốc gia sẽ có thêm nhiều cái tín hiệu mới, thêm cái niềm hy vọng mới và du lịch Hội An sẽ có cái khởi sắc. Cùng với không gian ẩm thực món xưa là không gian tổ chức chợ phiên Hội An với đủ các mặt hàng trưng bày từ các làng nghề nổi tiếng trên khắp cả nước và điểm nhấn là ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại Hội An diễn ra trong ngày 25 và sáng ngày 26 tháng 3. Đặc biệt tối ngày 25 tháng 3 sẽ diễn ra chương trình Đêm Hoa Đăng với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu. Lúc này các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ riêng có của Hội An. Cái năm du lịch quốc gia hiện nay đã xây dựng đầy đủ những kịch bản rồi. Đặc biệt là chúng tôi khuyến khích những cái chương trình trầu gói có một sự liên kết công tư cái giữa các đơn vị nhà nước với doanh nghiệp để đảm bảo an toàn tuyệt đối từ khâu đầu đến khâu cuối, vấn đề di chuyển, vấn đề vận chuyển, vấn đề ăn uống lưu trú, vấn đề tham quan mua sắm của du khách, chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ, tạo một sự cái yên tâm an toàn cho du khách. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022, Hội An còn là nơi tổ chức các hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường như tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh, lễ công bố tuần du lịch xanh và công bố bộ tiêu chí cấp chứng nhận tiêu biểu cho một số doanh nghiệp tiên phong. Hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam lễ phát động thực hiện thí điểm mô hình du lịch xanh.
Qua đó, thông điệp được truyền tải, phát triển du lịch cần đi đôi với bảo vệ môi trường và phải dựa trên tài nguyên văn hóa, lịch sử, con người bản địa. Đó chính là sự phát triển bền vững của hiện tại và cả tương lai.